biểu Trung ương, ban tổ chức lễ hội trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phu nhân. Năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa. Để tỏ lòng tri ân thành kính Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và các anh hùng liệt sĩ nghĩa quân Tây Sơn, lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo quận Đông Đa và các quận huyện. Màn chống hội và múa rồng chào mừng lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa Xuân Mậu Tuất năm 2018 xin phép được